Tài Nguyên Hải Phòng. Rồi hello bạn, hôm nay mình có một buổi giao lưu với anh em, một anh em trong group bí mật Tajuka Việt Nam. Thì cũng có tập và cũng có kết quả, tới đây đánh dấu chiều cao rồi đó. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu? Em tên là Xuân, em sinh năm 2002 và em đã cao lên được 5cm trong vòng 6 tháng. Thì em ở đâu? Em ở Hưng Yên và hiện tại thì em đang sống và học tập ở Hà Nội. Rồi thì 5cm đó là từ 1m bao nhiêu đến 1m bao nhiêu em? 5cm thì em cao, trước đó là em cao từ 1m6 xong rồi lên 1m65. Hai cái hai. Rồi hiện tại thì em còn tập không? Thì 5cm đó là trong cái giai đoạn này em tập từ lúc nào tới lúc nào? 5cm thì em tập từ cuối năm lớp 12 đến có nghĩa là từ tháng 3 cuối năm lớp 12 đến tầm tháng 7 tháng 8 là em ngưng tập. Là mỗi tháng mình lên 1 cm đúng không? Đúng rồi ạ. Là hiện tại em mét 6 mấy? 65. Hiện tại em mét 65. 65, em có thể chia sẻ thêm là ba em cao 1 mét bao nhiêu, miệng cao 1 mét bao nhiêu không? Ba em thì cao 1m55 thôi, còn mẹ em thì cao 1m50. Mà em cao hơn ba được hơn 10cm là phải nói là tương đối là ổn đó. Thì hiện tại là bỏ tập bao giờ, em có định tập lại không? Hiện tại thì em đang định tập lại và em định tập giao án Icon 9 của anh ạ. Thì lúc trước thì em tập gì em lên được 5 sang đó? Lúc trước thì em có thuê khóa quad của anh ấy. Ủa, vậy em học viên của anh hả? Đúng rồi. Em cho em học nói. Thường thôi em tập em thuê 6 tháng của anh. Ủa thiệt hả? Là 6 tháng nó lên 5 sang hả? Đúng rồi. Rồi ấy, là do anh cứ tưởng đâu em tập Icon được cái thứ á. Hồi vậy là em là học viên của anh. Đúng rồi. Sao lại do không nói? Anh không, tại vì anh không có để ý lắm, tại vì anh ở Hà Nội rồi anh sẽ bấm biết vị trí của thằng bạn nào ở gần đó. Anh thấy em ở gần anh nhắn tin hỏi em thử. Anh kêu em lên được 5 xăng. Anh tưởng đâu em tập Icon chứ anh không có nghĩ là em là học viên của anh. Là năm thuê từ năm 2020. Rồi, năm 2020. Là trong một 6 tháng sau là em tập liên tiếp luôn. Nói chung là càng lớn thì mình càng khó cao, sụng mình nó càng ngày càng đóng lại, nó sẽ cấu phó thành xương người lớn. Cho nên là trong cái thời điểm này em phải cố gắng tranh thủ để mình khai phá hết cái nội tại còn lại của cơ thể. Có thể là trong thời gian kế tiếp thì em sẽ lên được thêm được vài xăng nữa. Đó, hiện tại là mình đánh dấu là ở mức 1m65 đi, rồi vài tháng sau là mình đánh dấu tiếp, chắc là cuối năm mình sẽ ra đây tiếp. Đó. Em muốn chúc các bạn trong group bí mật Tajuka Việt Nam không? Thì mình muốn chúc các bạn là hãy cố gắng tập luyện này để phát triển chiều cao một cách triệt để nhất. Dù các bạn đã lớn tuổi, gọi là tầm từ 2K1 đến 99 thì vẫn có thể cao như bình thường. Nhưng mình 2K2 thì lúc đó là mình 18 tuổi rồi. Nhưng mà mình tập vẫn lên được 5cm thì chúc các bạn hãy cố gắng mà tập luyện để đạt được chiều cao hiệu quả nhất. Nói chung mình cứ thử sức đúng không? Đúng rồi. Cứ thử sức, nếu mà biết đâu nó lại có kết quả quá. Nói chung là bạn này là mình ban đầu là mình tưởng bạn ấy tập giáo án Icon của mình, lập mấy video cho mạng thôi. Nhưng mà sau khi quay là mình phát hiện ra bạn ấy là học viên của mình. Đó. Em đứng lên để mình so sánh chiều cao hiện tại. Tương xác vô tương luôn em, tương xác vô. Tương xác vô, chanh đấy, đúng rồi. Thank you.